giáo viên có thể đã yêu cầu bạn không sử dụng Wikipedia ở trường, nhưng nếu bạn lén dùng, bạn sẽ biết cái này. Câu trả lời là cái bên phải, sự khác biệt là kích thước của chữ A. Bạn có phải là một rocker thực thụ không? Vậy thì đâu là logo của AC/DC? Đúng rồi, là cái bên trái. Vòng 2, bạn có thể đã vượt qua vòng đầu tiên, nhưng tôi đang nâng lên một bậc. Lần này, hãy đoán thương hiệu sử dụng logo trong này nhé. Logo của thương hiệu nào có anh chàng đáng cười này? Đây là một gợi ý. Khuôn mặt cười cũng giống chữ G. Đó là Goodwill. Tiếp nhé, logo này của ai? Tôi chắc bạn biết rồi, đó là giải bóng chày Major League. Bạn có nhận ra thương hiệu này mà không cần tên không? Tất nhiên, bạn đã nhận ra vua của burger. Hình dạng toán học này là logo của... quần jean Levi's. Thương hiệu nào thường được in trên biểu tượng này? Đó là Harley Davidson. Con cá sấu này thuộc về... Đúng vậy, bò sát này đại diện cho thương hiệu thời trang Lacoste. Câu này siêu dễ, nếu lúc trước bạn chú ý, bạn chắc chắn sẽ nhận ra nó. Pizza Hut, tôi biết bạn nhớ mà. Không biết cậu bé này có bao giờ bắt được cá không nhỉ? Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng tôi chắc bạn biết cậu ấy đại diện cho công ty nào. Bạn sẽ thấy anh chàng này ở đầu mỗi phim DreamWorks. Công ty sử dụng logo này là... B&W. Những vòng tròn này là... Target. Được rồi, câu này khá dễ hiểu. Tất nhiên rồi, công ty Shell. Bạn vẫn nghĩ mình là một chuyên gia. Vậy giờ là vòng tiếp theo, đoán thương hiệu từ logo. Ngoài việc tôi sẽ zoom vào các hình ảnh. Bạn có biết cái đầu tiên này không? Cần một gợi ý chứ? Ồ, tất nhiên bạn không cần. Đó là Bob Tart. Logo này trông giống vết loang. Nó có thể là gì? Nickelodeon. Nó trông giống hình học. Nhưng logo đầy đủ nói lên điều gì? Đó là Airbnb.
đây là một câu khó. Ồ, đó là khuôn mặt của một đứa trẻ. Bạn có nhận ra màu cam đó không? Tôi có đấy. Đúng rồi, đó là Fanta. Logo nào bao gồm những hình dạng và màu sắc này? Nesquik. Logo này màu đỏ, đó là điều chắc chắn. Nhưng bạn có nhận ra manh mối nào khác không? Đó là Echo. Tôi nghĩ đã đến lúc cho vòng 4, khó hơn một bước. Và vòng cuối cùng, khó nhất đấy. Nếu bạn nhận ra những logo này, bạn là một chuyên gia được chứng nhận. Đoán thương hiệu từ logo cũ của họ. Thương hiệu nào lúc đầu sử dụng cái này làm logo? Nó là vỏ sò, vậy là Shell.
đã từng có logo này. Firefox, chờ đã, đó không phải là con cáo. Câu này khó đây. Đó là logo cũ của Nokia. Tiếp nhé, logo của ai? Deliveroo. Con cú này nhìn thẳng vào bạn, bạn có nhận ra nó không? Đó là con cú Duolingo đầu tiên, trước khi nó được lột xác và biến thành Duolipa. Tôi đùa thôi. Cái này làm tôi ngạc nhiên. Đây là logo đầu tiên của Amazon. Nó rất khác so với cái mà họ dùng bây giờ. Câu cuối cùng, tôi chắc bạn sẽ biết. Đây là logo của McDonald's trong suốt những năm 1950. Bạn đã nhận ra bao nhiêu logo? Nếu tất cả thì bạn là bậc thầy. Đúng vậy đấy. À, đây là một câu khó. Tôi sẽ đi kiểm tra tủ quần áo. Hay như vậy là gian lận nhỉ? Con mèo lớn Puma nhảy sang bên trái. À, biết điều này thật thú vị đấy. Một trong những logo này có gì đó không đúng, nhưng bạn phải tự mình tìm ra thôi. Đúng rồi, logo Citroën có 2 chứ không phải 3 mũi tên hướng lên. À, câu này khá đơn giản. Tôi thậm chí không nghi ngờ gì cả. Tôi đoán bạn cần phải tự giặt quần áo để biết logo đúng của loại bột giặt này nhỉ? Màu xanh lá ở trên, màu đỏ ở dưới. Đúng rồi. Logo nào trông quen hơn? Nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng đã lựa chọn logo đầu tiên. Đối với tôi cả hai đều ổn, nhưng cái nào đúng? Ít đỏ hơn, nhiều xanh hơn, tôi thấy rồi. Cấp độ, khó. Thật tiếc, tôi là người thích uống trà hơn. Tôi biết, cái này trông quen thuộc hơn mà. Chà, tôi không phải là chuyên gia về khí đốt và dầu mỏ, nhưng có lẽ tôi biết câu trả lời. Và tôi đã đúng. Câu này thực sự rất khó. Bây giờ tôi biết logo của thương hiệu pizza tôi thích nhất trông như thế nào rồi. Bạn có biết công ty điện tử nổi tiếng này có logo nào không? Đoán hên xui nhỉ. Hai logo này chỉ khác nhau một chút, nhưng một trong hai cái là sai. Hình bên trái đại diện cho nhà sản xuất phần mềm và máy tính nổi tiếng thế giới. Coca-Cola hay Coca-Cola? Và câu trả lời là Coca-Cola.
Tôi đùa thôi, logo đầu tiên là đúng. Ngon quá, tôi chắc chắn bạn sẽ đoán đúng câu này. Tôi nghĩ logo này hơi lượn sóng quá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tần suất bạn xem MTV. Hóa ra tôi xem cũng thường xuyên. Tôi thấy chúng trông giống nhau phải không nhỉ? Giờ tôi thấy sự khác biệt rồi, nhưng đã quá muộn. Đỏ trắng xanh và đỏ trắng xanh. Lựa chọn khó đây. Nếu bạn chọn logo bên trái, bạn hoàn toàn đúng. Tôi không chắc về câu này, bạn có biết câu trả lời không? Tôi biết logo bên phải là đúng. Fan của mạng xã hội, hãy dùng siêu năng lực của bạn đi. Ai mà ngờ được, tôi không dùng Instagram nhiều. Tôi đã sử dụng dịch vụ này thường xuyên, đủ để biết logo đúng. Cái bên trái đấy. Cấp độ cực khó. Chà, họ không đùa khi nói là cực khó đâu. Ok, logo bên đúng là logo bên trái. Thấy chứ? Bạn có thích tạo và chia sẻ video ngắn không? Vậy thì bạn phải biết logo TikTok nào là đúng. Bạn đã chọn cái bên trái sao? Vậy thì chuẩn không cần chỉnh. Bao lâu bạn ăn burger một lần? Xem thử nhé. Có vẻ như tôi nên thưởng cho mình món burger thường xuyên hơn. Ôi không, lại nhiều màu nữa sao? Wow, câu này đúng là rất khó. Ý bạn là tôi phải nhớ màu sắc chiếc nờ của ông ấy sao? Rõ ràng tôi rất giỏi trong việc phân biệt màu sắc. Dự đoán của bạn có đúng không? Tôi đã đến Subway hàng trăm lần, chưa bao giờ nghĩ logo của họ lại gây bối rối như vậy. Logo bên phải, trực giác đã không làm tôi thất vọng. Và bây giờ bạn muốn tôi chọn giữa hai màu xanh sao? Ác ghê. Đầu tiên là màu xanh đậm hơn, sau đó là màu nhạt hơn, đó là logo đúng. Bạn đang đùa tôi sao? Logo bên phải có vẻ quen thuộc hơn và không có gì lạ khi đó là logo chính xác. Chờ đã, chúng khác nhau sao? Tôi thấy rồi. Họ quyết định làm cho râu của con robot càng đơn giản càng tốt. Tôi dùng phần mềm nhắn tin này thường xuyên, đủ để biết logo đúng. Tôi đã chắc chắn đó là logo bên trái. KFC và logo của nó, bạn có nhớ đó là cái nào không? Đó là logo bên trái. Hãy nhìn chiếc tạp dề và những đường sọc trên đó. Sọc to hay sọc nhỏ?
Logo đúng, có các sọc nhỏ. Ý tôi là chúng đều sặc sỡ và xinh xắn. Tôi đã ăn gian bằng cách tra Google logo của Google. Bạn đã sẵn sàng để xem mình làm tốt như thế nào chưa? Thế thì đây. Nếu bạn có từ 0 đến 13 điểm, có thể bạn không chú ý nhiều đến thương hiệu. Điều quan trọng nhất đối với bạn là những thứ bạn cần hiệu quả như thế nào. Nếu số điểm của bạn là từ 14 đến 26, bạn thường mua những thứ có thương hiệu, nhưng bạn không để tâm đủ nhiều để nhớ logo của họ trông như thế nào. Nếu bạn có 27 đến 39 điểm, có thể thương hiệu và logo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng là người tinh mắt và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất.